Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng máy làm sạc chống ồn USB. Ở máy này sẽ có hai phần, phần cối ở trên và phần ghế. Hai phần này sẽ tách rời nhau nhé. Khi các bạn vệ sinh máy thì các bạn nhấc cái phần cối này ra, các bạn rửa hay là vệ sinh nhé, rất là tiện lợi. Tiếp theo ở đây có là phần này là phần chống ồn. Sau khi các bạn lập trình cho nguyên liệu vào thì các bạn sẽ để cái phần chống ồn này lên thì nó sẽ bất tiếng hơn. Để sử dụng máy làm sạc này thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây là cái bảng điều khiển này. Khi các bạn cắm điện vào thì các bạn sẽ thấy chỉ có mỗi một nút này nó sáng lên thôi. Thì các bạn sẽ ấn vào cái nút này và là tất cả các chế độ ở trên cái bảng điều khiển này nó sẽ hiện lên nhé. Ở đây thì các bạn quan tâm giúp mình đến đó hai phần. Phần thứ nhất là phần chế độ ở bên trên. Bên trên này sẽ có tất cả là 10 chế độ này. Chế độ thứ nhất là nấu sữa đậu nành. Chế độ thứ hai là sữa hạt ngũ cốc. Sữa hạt ngũ cốc là các bạn có thể nấu các loại hạt, mix các loại hạt với nhau, ví dụ như hạt đắng, hạt điều, hạt óc chó, hạt đậu gà, tất cả các loại hạt khác các bạn nhé. Tiếp theo là cháo một dinh dưỡng. Cháo ở đây thì các bạn nấu cháo cháo ăn dặm cho bé các bạn nhé, cháo một cháo ăn dặm. Tiếp theo là chế độ hầm và nấu ăn. Chế độ này thì nó chỉ đun nóng nước thôi, các bạn có thể nấu rau này, luộc rau này, hay là các bạn hầm. Tiếp theo là chế độ súp, súp đặc, ví dụ súp bí ngô này. Đó, thì các bạn sẽ sử dụng cái chức năng này. Tiếp theo là sữa lắc, ví dụ sữa lắc dâu này, sữa chua lắc này, các bạn có thể sử dụng cái chế độ này. Cái hình cốc trà ở đây là chế độ nấu trà nhé. Chế độ nấu trà thì khi các bạn sử dụng chế độ này thì nước sẽ được đun sôi đến nhiệt độ nào thì ở các bạn điều kiện này nó sẽ báo nhé. Ví dụ các bạn muốn nấu bao nhiêu độ chẳng hạn, ví dụ nấu muốn sử dụng để pha trà ở 70 độ này, 80 độ hay là 100 độ thì các bạn có thể sử dụng cái chế độ này. Tiếp theo là chế độ nấu sữa ngô. Chế độ nấu sữa ngô này. Tiếp theo là chế độ nước ép và sinh tố. Chế độ sinh tố các bạn nhé. Các bạn có thể làm các sinh tố này, hoa quả này, smoothie này. Và cuối cùng là chế độ giữ ấm các bạn nhé. Khi các bạn sử dụng chế độ này, có chế độ giữ ấm này. Đó, đấy là trên này có 10 chế độ. Tiếp theo ở dòng cái dòng dưới cùng này thì sẽ có 5 5 nút này. Nút ở giữa này, nút to nhất, lúc nào nó cũng sáng này. Đó là chế độ khởi động hoặc dừng lại. Đó, khi ví dụ khi các bạn muốn bắt đầu nấu này, hoặc là khi các bạn muốn dừng lại này, thì các bạn sẽ lựa chọn cái chế độ này. Ở bên tay trái thứ nhất ở đây là chế độ nút chọn chức năng các bạn nhé. Nút chức năng, chế độ nút này rất là quan trọng này. Nút chức năng khi các bạn đây, ví dụ khi cắm máy vào sẽ như này này, các bạn bật lên, nút chức năng hiện lên này, các bạn sẽ ấn vào nút chức năng để chọn chế độ. Mỗi lần ấn thì nó sẽ chuyển qua một chức năng đó, các bạn muốn sử dụng ở chức năng nào thì các bạn sẽ dừng ở chức năng đó. Đây, ví dụ mình muốn nấu sữa ngô thì khi nào cái sữa ngô, chế độ sữa ngô nó sáng lên thì các bạn sẽ dừng lại. Đây, chế độ sữa ngô 20 phút đây. Đó. Được ạ. Tiếp theo cuối cùng bên tay trái là chế độ hẹn giờ. Đây, các bạn có thể hẹn giờ từ 1 tiếng đến 1 đến 24 tiếng các bạn nhé. Mỗi lần tăng thời gian thì sẽ tăng được 30 phút. Ví dụ tối nay các bạn chuẩn bị nguyên liệu này, xong rồi các bạn hẹn nó khoảng 8 tiếng sau máy nấu. Chẳng hạn, thì sau 8 tiếng thì máy sẽ tự hoạt động các bạn nhé. Thì buổi sáng dậy thì các bạn đã có một ly sữa đậu nành hay là một ly sữa hạt thơm ngon rồi. Rồi tiếp theo bên tay phải thì chế độ này sẽ là chế độ làm khô. Nó không phải máy nào cũng có chế độ làm khô các bạn nhé. Đây là chế độ rất là thuận tiện này. Khi các bạn rửa xong cối, các bạn vệ sinh xong cối thì các bạn có thể sử dụng cái chế độ này để các bạn sấy khô nhé, để các bạn sấy khô cái cối này đi. Ví dụ như các bạn để lâu thì nó không có mùi ẩm mốc. Đó, mà nó rất là vệ sinh sạch sẽ thì các bạn ấn chế độ sấy khô đó. Cuối cùng ở bên tay phải là chế độ làm sạch nhé. Sau khi nấu xong thì các bạn có thể đổ nước vào, cho nước vào và sử dụng chế độ làm sạch để làm sạch đồng cối. Bình thường thì mình cũng không hay sử dụng chế độ này lắm, tại vì cái cối này thì nó cũng là cối thủy tinh, nó cũng rất là dễ vệ sinh các bạn ạ. Ở lòng lòng máy này, cái lòng máy này, cái phần này là sử dụng chống dính các bạn nhé. Ở đây chống dính rất là tốt, các bạn chỉ cần cho cả cái cối này vào, các bạn có cái vòi nước, dưới vòi nước thì bạn lấy vòi nước các bạn xịt xịt mạnh là nó sẽ thôi. Với lại cái cối này cũng khá là to thì các bạn cũng rất là dễ vệ sinh thôi. Đó, bây giờ cách nấu như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn này. Đối với sữa hạt hoặc là với sữa hạt ngũ cốc, tất cả các loại hạt nhé, thì một lần nấu thì tỷ lệ sẽ như sau. Ở một lần nấu này mình sẽ thường nấu một cốc này. Các bạn sử dụng hạt khô các bạn nhé, sử dụng hạt khô cũng được luôn, không cần ngâm đâu ạ. Nếu mà hạt ngâm thì các bạn sẽ cho ít hạt lạc các bạn nhé. Đó, bây giờ ví dụ ở đây là mình có một cốc hạt khô này, mình đã rửa qua rồi.
Bây giờ mình sẽ cho vào nhá. Bình thường là một cốc hạt khô này sẽ khoảng bằng này sẽ là khoảng 60 gram các bạn, 60 gram hạt khô. Đó, mình cho vào. Mình có thể mix thêm với một số hạt nữa. Ví dụ đậu nành thì mình hay mix cùng với hạt sen hoặc là hạt điều, đã có. Hôm nay mình có hạt điều thì mình sẽ có thể cho thêm. Đây, cho thêm một ít hạt điều nữa. Các bạn có thể tự gia giảm theo cái sở thích của các bạn nhé. Ví dụ như các bạn thích uống nhiều cái hạt điều hơn thì các bạn cho nhiều hạt điều hơn, cho bớt cái hạt đậu này lại. Hoặc là các bạn uống bắp hay uống lọc thì các bạn sẽ có thể tăng giảm một chút nguyên liệu nhé. Thường là mình sẽ uống như thế này hợp lý đấy. Với cái lượng như này khoảng 60 gram hạt đậu này và khoảng vài hạt điều thì mình sẽ cho 1,2 lít nước các bạn nhé. Với lượng này mình sẽ cho 1,2 lít nước. Ở cối thì đã nó có cái chia vào rồi. Đó, thì các bạn nấu 1,2 lít nước. Với những cái đồ nóng thì các bạn thường nấu đến cái vách này cho mình thôi nhé. Còn nếu như những cái đồ xay sinh tố hay đồ nước khác thì các bạn nấu trên đây thì nó sẽ đỡ bị trào. Còn với các loại cháo, thì các bạn thường cho 1 lít nước cho mình nhé. Cháo thì bạn chỉ cho 1 lít nước thôi. Thường là mình sẽ nấu đến nước này là nước an toàn nhất này, 1,2 lít nước. Đó, sau đó mình sẽ lắc. Bạn nhớ nhá, cái phần chỉ này, nó cứ thẳng của tay cầm thì mới được các bạn nhé. Cái này mình xoáy chặt vào giúp mình. Đó. Sau đó mình sẽ bắt đầu chọn chế độ này. Chọn chế độ mình sẽ ấn nút bắt đầu này. Đó, nó sẽ hiện chế độ lên. Ở đây thì mình sẽ sử dụng chế độ nấu hạt đậu nành cũng được, chế độ nấu hạt ngũ cốc cũng được. Vậy thì chọn chế độ thì các bạn chọn lúc nào? Đây các bạn ấn nút chức năng nhé, các bạn nhớ nhé. Nút chức năng đây, bên tay trái. Đó, vào chức năng nào thì các bạn sẽ dừng lại đây. Mình sẽ chọn chế độ nấu sữa hạt là ngũ cốc đi, 24 phút đi. Hoặc các bạn sử dụng chế độ nấu sữa đậu nành cũng được nhé. Ở đây mình chọn chế độ nấu hạt ngũ cốc này. Vậy thì đây, ở đây nó đang dừng ở chế độ nấu hạt ngũ cốc. Rồi, vậy thì để bắt đầu à, các bạn nếu các bạn nhớ ấn luôn nhé, nếu các bạn không ấn luôn thì nó sẽ tự tắt đi các bạn ạ. Đây, mình chọn chế độ thứ hai nấu sữa hạt ngũ cốc 24 phút, sau đó chọn xong chế độ mình sẽ ấn nút bắt đầu. Đó, ấn nút bắt đầu như thế này là máy đang hoạt động này. Nước ở đây nó đang là 24 độ C, nó sẽ dần dần nó đun nóng cái nước này ở trong cối lên lên nhé, nó đun nóng lên. Khi nào đến nhiệt độ phù hợp ấy, thì máy xay sẽ nó sẽ bắt đầu hoạt động nhé. Không phải lúc nào cũng xay đâu các bạn ạ, khi nào cần thì nó sẽ xay nhé, nó sẽ hoạt động theo chu trình. Đến đây là xong rồi, các bạn chỉ để như thế này, máy tự hoạt động. Bao giờ xong thì các bạn có thể uống sữa đậu nành được rồi. Đó, với các bạn ví dụ các bạn muốn cho thêm đường đường thì các bạn có thể cho vào sau khi nấu nhé. Sau khi nấu ví dụ các bạn muốn trộn lên thì các bạn có thể chọn chế độ làm sạch thì cũng có thể làm quấy đường, giúp các bạn quấy đường, nhưng bạn thì cũng không cần phải tăng tay. Các bạn chọn chế độ làm sạch thì máy nó sẽ đảo lên thì các bạn có thể quấy đường được nhé. Đây, nó đã lên 36 độ C các bạn này, dần dần nó sẽ đun lên 100 độ C các bạn nhé. Đó, các bạn sẽ nắp này. Đó, như thế là tiếng ồn nó sẽ rất là bé. Đây, máy vừa mới nấu xong. Các bạn sẽ đầu tiên thì nấu xong cái cối này sẽ hơi nóng các bạn nhé, thì đợi một lát rồi các bạn mới tháo ra. Đó, rồi lấy cái này thì các bạn xoay xoay như thế này thì nó sẽ dễ nhấc hơn. Các bạn cho đường vào này, mở ra cho đường này, sau đó các bạn lựa chọn cái chế độ sữa lắc này hoặc là cái chế độ làm sạch. Đó thì máy nó sẽ hoạt động, nó sẽ quay để đảo để trộn đường nhé. Hoặc là các bạn có thể nước đang nóng như thế này các bạn có cho đường vào thì nó cũng các bạn quấy này là được rồi. Sau khi nấu xong thì các bạn có thể khi các bạn lấy hết cái sữa hạt này ra thì các bạn có thể sử dụng chế độ làm sạch này để các bạn làm sạch này. Đây, lựa chọn chế độ à, mình nhầm. Đây, chế độ làm sạch, các bạn chỉ cần ấn vào nút làm sạch như thế thôi. Làm sạch là 2 phút nhé. Nếu các bạn đóng nắp thì máy nó mới hoạt động nhé. Các bạn không nắm đóng nắp thì máy nó sẽ không hoạt động. 2 phút các bạn ấn bắt đầu là máy nó sẽ hoạt động và nó vệ sinh máy này. Sau khi vệ sinh máy thì các bạn có thể chọn sấy khô. Đấy, không khô cũng là 2 phút thì cái cối này nó sẽ tự không khô nhé. À, nhưng mà phải không khô thì các bạn phải đổ sạch nước đi thì các bạn mới không nhé.